chẳng cái ca chấm bông cái ca chấm bông bò router cứ vía cái ca chấm bông vía cứ determine cứ gom nát best path chẳng phải là từ can destination vì admin chán chẳng router chỉ ôp cổ đã gom nát thà ta phải là mới na đã lỡ chính kì nhưng một tí họ xây cái đã cái hai thà determine best path nè chẳng nó bên na để dùng mi router mới nhưng xong đã tụi đi cho nên tụi thôm ok chẳng ưu tiên hoa ta nhóm mình ra tờ mũi nhóm connect từ can router đi bí nhóm connect mà can router đi bấy hay nhóm connect mà can router đi bốn hay router đi bốn connect mà can PCP nè PCP anh ấy nhóm mình PC mũi chúng riêng rồi bây đại PC mới này trong communicate chỉ mới PC P nên ở khi này khi ta PC mới cái giờ điểm sớm nhá bên nào đại PC mới nên trong từ PC P chúng viên nâng rút mở router muốn gì ai đại về số router cứ tha ở router nâng check routing table bia chúng bên nào đại router check routing table bớt dần chỉ viên route màu PC P này viên nâng rút màu phần tai nơi không scenario mới này nhưng khi nào plug miền đảo pi à mồi nỉ phong hay à mồi nỉ phong nhưng chẳng router về trơ sầm ra chết thà ta về tới plug nào lo chuyện nhưng chẳng tu nên ti chấm bong bỏ router tập bong port cứ cầm nốt plug nào đã lo port nhưng chẳng plug nào đã lo port cứ miền cả ta bốn cả giờ riêng một pi một sớm ấy cứ miền bốn thì mối cứ dừng dậy pi long ghé prefix match long ghé prefix match chúng là long gap prefix mà những kia mới là lấy đàn nơi cái tuổi kia bằng port ưu tiên họ dương miên mà ưu tiên họ dương miên mà rồi cái pí rồi hồng bảy cho đọc cho số slash mà pay pí hay là mỗi tiết slash mà pay vậy chắc là mà pay pí bao giờ chuyện này đời xa tái long gap prefix mà biết thông chuyện ok cho nên cái dương đăng hai cái pí mà sao mình tiếp pí cứ dương mơ từ lỡ ấy đi đam bay cầm not best part dưới mơ từ AD cứ administrative distance anh ấy cứ chia chấm nón lấy đã kê cầm nát rồi vậy ưu tiên họ USPF miền AD mà rồi đáp static route miền AD mùi hãy nhóm xong bây giờ mà nói tiếp AD nâng cứ về sợi từ lỡ vendor bởi dương para Cisco device AD nâng đồng lại copy Huawei device rồi có Juniper device chẳng thế ok mùi tiết cứ kê xâm dây từ lỡ cost rồi có ai hàm dạng tiết bản thân metric nhưng khó hay metric nâng anh cứ chưa đồng lại từ can destination bà sân chỉ can là tốt can là lò ế đi đôi kia can là tốt can tay lò chúng ta chỉ muốn cứ lô bà lên bà sân chỉ à bày nâng với đôi kia tầng ớ nâng ta lô bà lên tầng ớ chẳng hạn chẳng cái lại này ra tớ ta gặp nọt best path chẳng hữu tí hoa tha nhung tha plan nâng prefix máy với đôi kia AD biết cái đôi kia đấy, bên tay call hàng này đáp call hàng này vào pay, ok call hàng này đáp call hàng này vào pay. Chứ những bộ sổ mới plug này chấm này off vào pay. Hai plug này chấm này off sai sập. Chứ router tim mối này với đằng nào plug lớn và có chỉ lỗi chứ ngay với chấm này off đã vào pay nè. Anh đang việt copy dùng plug này plug bây giờ thường là bị ti tăng mũi tiếp plug này để chất những cái ta lỗ hay chỗ này peptide mình chẳng ra tới được kia chẳng biết nó gặp nốt yolk à plug lơ nè cứ chụp plug để biết tới PCP chẳng nè chẳng là ngay đại cái hai ta gặp nốt best path anh cứ chụp primary function bộ ra tới chỉ mà đào cái này kia dương miền đây suốt ก็โค้ดตัวมวยอ่าอ่าอ่ามัตริกนั่งอันนั้นอ่าใส่แก้วเลขตัวนั่งกูเมตริกอ่ะบ่าเมตริกนะอ๋อแต่เมตริกดมไล่อ่ะเลขตัวมันเลขอ่าใช่ใช่ถ้าเมตริกเนี่ยดมไล่อ่ามร้อยดอกนั่งไหม
Ở đây robot đó. nó AD, nó AD, nó AD vào. AD. Này. Matrix Ascending. Asla. Matrix Ascending. Anh đang cắt lệ ai cái lục. Anh đang bớt dần chỉ cần start đó, nhưng ai cũng nọt ban. Bớt dần chỉ cần USPF việc kẹt này bê từ lơ bền vịt. Bỏ. Ủa thì họ tha bền vịt thốn Matrix tàu vậy nhăng anh. Vì vậy mình cũng luôn chúng luôn đây kia cũng nọt đôi nơi đôi AD ấy. AD kia cũng nọt rồi ba đây. Và tại khó hơi Matrix ăn chân ấy. Vì ọt vì prai pro từ tam chục ngày mà này ta không cả này thì bây giờ dương miên anh ấy mình AD này anh ấy cứ chia khó anh lấy đọc đi đọc này chẳng nè chừng ưu tiêu nhóm thay ra tơ mới tiệt nhóm thay ra tơ lấy pram chứ à đầm lại ưu tiêu đầm lại vì lấy bốn mà lấy pram nóng và pay tiệt chẳng nè hay dương miên PC bay là nè chẳng không cả này đa là oa mối nè chẳng thôi đầm nào mà PC bay nóng cứ bị chlong cắt mán đầm lại mới đọc mà pay sai chẳng biết khó với sai sập chẳng hạn nè ba chẳng khó sai sập bây giờ cứ đã play chết ưu tiên ta à khó ní anh ấy mui anh ấy pi chẳng hạn nè chẳng anh ấy ở mãn mà phải bảy bảo mà tam play thì phải bảy chẳng router đi mui nè viên thằng giò mà phải bảy về cho sai sập thì chẳng hạn nó cứ chia cost ba chứ anh đang nhôm xong bị chạm nó tiếp vì mơ tam lủng đáp à bờ sân chia à tì môi trứ vì chụp mà tì môi ấy bờ sân chia tì ôi giật bờ sân chia tì môi ở đôi khía vì mà mở tì pi bình bờ sân chia không cả này ad đôi khía tiếp vì mà mở cost mà đòn bờ sân chia cost đôi khía tiếp ba vì mà mở load balancing mà mình thử load balancing ok anh đang ngày sẽ đây cái hai thằng cầm nót play lỏ bằng port best part miền sầm nuôi thì rất anh ấy cứ chia cần sập sầm khăn mình tên nơi không đào thính bớt sẽ dùng ở chỗ là nắng dùng một bạn mưa đào thính thì bồ mà giờ dù đào thính thì bồ lắm vì đạo bảo trước mà này thằng bảo gì chứ chứ người ta dù là nắng trên to mà tiết dương dễ pi là bỏ pi bên nào dương riêng router dương riêng pi cứ lưu mà trên đồ nó tí hò đôi directly connected directly connected network đã nơi khăn ông Cisco IOS bên nào dương configure lấy code với SOC đấy mỗi tiết dương miền local IP dial lấy code via SOL chẳng directly connected network nó cứ chia network dial chỗ dial thật nó lơ router nó toal mong ok hai directly connected network nó cứ chia local network này còn bên tay còn là tha bây giờ dương ủ tiêu dương miền router mỗi dùng mi router muối dùng cái này mà router muối tiết chẳng hạn này đây dùng đạn một rồi cao pí một rồi hồng bảy chuột muối slash sam giúp pí anh ấy một rồi cao pí rồi hồng bảy chuột muối chuột pí slash ô sam pí đã sam phải buồn anh ấy đã sam phải buồn này ok chứ anh đang bây giờ ở mơ đang không ra thiên thể bộ bị chèn mệt nếu không ra thiên thể bộ à là nhom đỏ ra thiên thể bộ PO1 như màu chứ IP thể bộ chứ O1 đang lên thả bây giờ là so C mối connected network directly connected cứ network từ mũ này nè directly connected là network từ mũ này anh đang cứ chia directly connected chúng ta sẽ dùng miền mà rồi cao pi mà rồi học sơ phẩm bảy chuột muối chuột sôn làm một phẩy buồn buổi via chia network đây liền này thịt phần tay là sau ni cứ mà rồi cao pi mà rồi học bảy chuột muối là sam pi nhưng khơi nhé anh đang bị dừng đi anh đi đây liền này thịt
à mỗi nick cứ local khi không nhé chẳng à lấy dùng cụ à IP table bỏ OP mà tiệt IP table cho nên con ông IP table vía và các chị miền là so C C đấy chẳng đôi khi nè rồi cao phí rồi bảy chốt muối chốt son làm một phẩy bốn hai nàng L vía rồi cao phí rồi bảy chốt muối chốt pí làm một phẩy phẩy bốn chẳng ở lại nó ở bên ai dương khơi vị trên là so C so L chứ nhưng lên chẳng ngon lại thằng mấy bạn vị trên C phong L phong chẳng á à mỗi đại lý cái này tiếp à mỗi tiết local ok mình 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 dùng nối cái này nữa cú nơi thờ ở toàn vô là hai đấy ban thời miền là local là sáng pi by default đúng không còn mình à lỡ bởi vì bởi chọn vô nó tạo vô sáng nation là sáng pi ban đây thằng mình là sáng pi ban đây tham mà host tham mà công tơi là sáng pi này chứ ban đây tham à cho mũi này we belong to đấy à or mũi thì we are belong to or pi thì chẳng à router nó việc đăng thá à mỗi nè thật nó lưu router bố bìa chẳng á chẳng mà cái đã slash sang bìa slash sang bìa bà này thầm bà hấu hả nâng á nâng không xăm nét thính á này không xăm nét thính tại slash sang bìa bà này thầm bà hấu này được có việc bị trẻ thà IP mùi chuột mùi nâng cứ อ่าอาจารย์ในเลอ1นั่นไงนั่นយើងអាចនិយាយគិតចឹងក៏បានដែរគិតចឹងស្រួលឲ្យតែ นั้นรอแต่ IP ដែលយើងអាចតាមទៅលើផលឬក៏ទៅលើអីផ្សេងក៏ដោយក្នុងខោវិញចឹងចេញខ្លះខ្លះតាមពីទាំងអស់ទៅវិញតែស្អល់អលអស់មែនហើយបន្ទាប់មកអា IP ដែលមាននៅក្នុងនៃឆប់អឺអីតែថានៅលើនៃឆប់អញ្ចឹងវាចេញមកវាជាសោះស៊ីមែនអឺអាស៊ីនឹងវាតំណាងចេះអាស៊ីវាតំណាងមកដុំចេះ ពីដំណាងមកដុំហើយពីមកដុំចឹងហ្នឹងបាទពួកស្លាប់ស្លាប់24វារែងធំវាមានដល់ជាង200ហោះមិនចឹងបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមខ្ញុំធ្វើ lab ហ្នឹងតិចនេះអញ្ចឹងចាំមើលឥឡូវយើងមើលម្ដងទៀតហ្នឹងក៏ប៉ះយើងធ្វើមិនសមអញ្ញាដែរយើងអាចមើលម្ដងទៀត bà sẽ những bài tới bị chân chẳng hạn chưa đi chừng chừng ai chừng chỗ từ như đại IP vậy làm phải buồn chẳng này về chừng đại chừng hai chừng show IP ráo đây nhưng khi mình mía so pi so cửa so C hay là so L chừng so C nâng nhưng mà lấy câu viên lời này C nó mà này thá connected គឺ directly connected នឹងឯង L គឺ local នេះ local /32 ហើយវា directly connect ជាមួយនឹង ethernet zone នេះ ethernet zone នេះអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែកន្លែងនេះ /24 ដោយសារតែវាគិតថា network ម្ដុំនេះ អា network ម្ដុំហ្នឹងគឺ directly connected មួយវា អញ្ចឹងណា អញ្ចឹងមក វា ចេញ ប៉ុណ្ណឹង ឥឡូវ កន្លែងនេះ យើង ធ្វើ ដូច គ្នា ដែរ ethernet zone rồi cả pi chỉ một chữ pi làm phải buồn trong bây giờ đã phần anh show IP route như khơi được cái gì anh ấy local cho pi slash 3 pi anh ấy từ đại đôi ở môn nhé ok
nâng cái này không miền đằng này đợt xa tại vì chia network đại việt chọc khỉ hai cho bớt sân nhờ dương cả interface này mới tiết chính cho chỉ đáp chỉ mối làm bị buồn chẳng này vì dương vài pirate kinh doanh từ đại lên nè chứ hãy dùng chạm mối tiết cái này cứ dương riêng bị mình sớm ấy anh ấy kêu parent route anh ấy kêu child route anh ấy sẽ child route đó anh ấy parent viên lớn hay là child route viên cho bớt toát hay cho được nông địch anh ấy kêu child route để cái help parent route. Child route, parent route, này IP về vật liên. Này, giờ tới parent mà này thì phải thông chiến child tôi chiến nhỉ? IP từ mùi. Này, cái do IP parent vô một bài tới child. Anh ta dương ở trên đó route summarization thì mà dương rồi vô lên chứ bà. Tại là dựa toàn liền của anh đang nghe, dựa toàn vô lên. Chứ bà, để toàn anh đang nghe. Đó, chương bà tỏ mối tiết. Chương concept xung khăn, cả bì riêng riêng xa mấy nhắn. Mì mối tiết, cứ, ấy ghê. Bên là đà dương trong score remote network. Remote network bên này thì chỉ mình chỉ network đá vì mình nơi thật nó lớn router nên thì trên của thì họ dương miền mình switch mùi giống này thì mình switch ở đây những cái này bị router máu anh ấy network vía của thì họ thà cho thì đọc cho mỗi làm phải buồn giống này mà thấy cho mỗi làm phải buồn ok anh ấy xem sắp cho mỗi xem sắp chụp pi dần đấy anh ấy dần miền cái này mà suy gì chẳng máu dần miền sai sắp chụp muối làm phải buồn chẳng à lỡ dần chụp đã mày identify thật ta à muối na chia local à muối na chia remote chẳng xem rap pc đại cần này dễ pc muối này đại cần này nó không block card domain vấn đề chẳng lỡ dần ai ăn lại block card domain bán tiền và bán này block card domain muối này anh ấy mồi bì đi anh ấy block hai domain mồi tiết anh ấy còn mồi bì đi đây chơi riêng rope đại computer pc nè thì mồi đang chọn mạng network cả nấy cứ việc tới chọn cắt router đo tới đo từ pi chơi cái này nấy dương hai uy thay local nè tầng anh nấy cái hai thay local network chơi local network dương tới đơn thay pin adv directly connected chỉ mồi đang router mồi đang vì dương ở trong bài thơ rào thiên ấy thì cứ viên nâng score directly ai tới PCP này đã connect một can router nâng dương đã IP đã gửi về tới tới vì score này dương ở trong bài thơ rào thiên ấy thì vấn đề bên này để dương trong mau remote network cứ dương tới thơ rào thiên chứ anh này cứ chia remote network anh ấy cứ chia remote network cho anh ấy chia remote này cứ chia remote. Ê, xong tô cứ chia lòng. Cứ chia lòng. Remote này, anh ấy cứ chia remote. Anh ấy remote này. Ok. Chẳng riêng rồi bây đã computer tí mối rồi có ở dưới miền computer tí pi như thế. Chẳng connect mà remote network chẳng biết tới thứ nào. Đợi sai cái. Đợi sai biết tới chẳng router đó pi. Vì mình sẽ thật nữa là router nó to đi. Chẳng là cái hai ta remote network. Chẳng remote network bây giờ riêng cao bì mà sớm mình ai bạn này thấy ai router ai learn remote network bán ta mình dạ bì thi xa bì thì mỗi cứ static route mình chẳng này hay thì bì cứ dynamic route chẳng bì thi xa thì mỗi bạn này thấy việc ai lo nó không network nào để tôi dùng miếng sắp net tích tôi cứ dùng ai thử start đi bạn vì ở sơ complex ọt consume CPU tràn hay ọt mối tiết cứ dùng gì bị dynamic route chẳng dynamic route bên này dùng miếng sắp net tràn
miền ốp co chán topology dân complex cứ kia ra gamma nebra dynamic route đầm bay this vi ai learn route chán chỗ kia bạn cho nên ở kia miền ở chừng ngó lấy cái này nè tiện toàn chỉ mỗi nâng daily connected remote hay nâng vị trí xa để router learn remote network cứ miền pi static route hay nâng dynamic route lúc cũ bạn nhưng trong số trời thì nói đầu tiên nhưng nó không lên được nghĩa anh ấy có đặt default gateway nhưng mà thời điểm mới tới thời là cũng như đặt default gateway về được nghĩa ba nó là này giờ tạm bất dương mẹ nó không lên được nghĩa nó không lên khóc nghĩa không nghĩa mà này là ra tay nè à port router nó cả dương riêng nó không biết đến gì này bốn này cái thằng mấy router cứ chỉ device dial separate broadcast domain chẳng nhưng đang này thà broadcast domain mỗi vị trí lên mỗi chẳng này chúng bên nào để dùng separate router interface hình chế chẳng hạn IP để nơi không broadcast domain mùi ní và còn chỉ có IP để nơi không broadcast domain mùi ní ấy này chẳng bên nào để việc call chẳng như tôi đang kể về thì mùi thì bị dùng ở trong máy thuê router để ra tay vì chỉ local network đối được cái này 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 à lấy chỉ mới đảm bảo trong verify concept nó cứ nhôm nhôm thư ưu tiên hỏi mười mùi chúng tôi cho ta nhóm nơi router tìm mối nè nhóm miền PC mùi tiệt hai PC nâng cứ thân nó không broadcast domain copy PC mùi chẳng hạn nè ở đây nhóm cái này interface mùi tiệt Ethernet P hai nhóm đại IP với cứ cho xám sập chẳng hạn nè mà là cùng nâng này ta nhóm trăm bách thưa rào để ọt chẳng hạn nhóm cho router tìm mối chẳng hạn nè cho router tìm mối nhóm đại IP ở Ethernet zone P rồi cao pi mà rồi hồng bảy chuột xám sấp chuột muối ok chờ lấy nhung pi nhung show nó ra thiên thể bộ như khơi vi miên đỏ bảy á lấy nè bảy bảy á chẳng đầm ở lâu tiêu tha à pi sáu bảy ní vi miên ip mà rồi cao pi xám chuột pi là phải bốn phần tay complete đã gateway về bởi vì ta trai đang tha pin để subnet khóc nia tại dương ở đại gateway ở đại tờ ba này bởi được chọn chén nhá nè chọn chén bị broadcast domain bởi dương ở miền chọn chén thế chứng chén nhau đôi đi tự dương ta miền thuê nhá PC mùi PC mùi dương đại chích mùi là một phẩy buồn đấy gateway đọc cho mùi ok chứ là nhỏ toàn thơ nào đấy nè và ta nhóm ping score này cứ nhóm từng bậc cao về nâng chụp pì ok chụp khỏi nhóm ping gate version ping gate score lot ping gate score ok ô à nhóm đạm mình nâng cứ chụp bay này cho bay này ok ping score khnì ớt chứ nhưng pro cần sắp bay tham về score khnì đã chạm bách hay ghế đã chạm máy thưa nào thì mình chăng ngay để sao về nó lục hồ chỉ mỗi khi nào à lấy dương đang tập viết score này và ta lấy nhôm trong và dùng process tỉnh tham riêng ấy bằng viết score chăng process tập bộ một port đấy process tập bộ một port bên nào đã PC mới trong score PC mới tiết nó không sắm này khóc nghĩa sẽ để về thứ cử PC tí mới này nâng request nâng send từ ở router thay vì trong mà này cho router chúng mình router từ bộ một port xây để về thứ cứ về nâng lục áp nó không đào tinh thể bộ về cho router về chi dương lục áp hàm mùi ní về thay vì trong tới xem sắp cho mùi cho o mùi này về thời ca lục áp về mở tí mùi ta gọt về mở tí mùi tới về thay đuổi mẹ nền vâng lên tề về cu chào tới tới tôi mới tiếp về mở tí pi tiền mở tí pi về khi thay nền vâng nắng đuổi ở tới tề mở tiền vì cho đó là ground vì cứ anh ta ồ network nó bị score đấy chẳng hạn này bị score đấy chẳng mà này ta viên run packet nó từ cái lại nào mùi vì ai từ exit interface rồi có từ này học vì mình bị chụp rồi chẳng cái lại này vì bắt đầu ta bật sinh trong từ nó ở trên tam interface ethernet slash zone slash pi ethernet zone slash pi chẳng ethernet zone slash pi à mùi nè à mùi nè ok chúng ta tới nó đừng run request nó máu anh đi à mỗi ni trong reply vì đừng run đâu vậy bây giờ vì reply á
router check up routing table tí đây viên coi mơ một đó viên mơ tha a một ni chong tới a chọi 10 ta vi thơ mịch viên mơ a tí 1 ở trâu hề mình đồ bị chân nhiều viên mơ a tí 1 ở trâu tê viên mơ a tí 2 trâu mơ a tí 2 trâu lên chọi 10 a ni mau chọi 10 đây chân trâu vi vô a tí 2 chân viên nó forward chênh 8 ethernet 0/1 kê ni chân viên nó forward chênh 8 đi bình chỉ ngay vô bàn đấy, anh chưa vừa xét tu tới, nhưng trong ai khi vô vừa xét chẳng dừng liền cho bà, nhớ, miền miền ấy xu thế lắm, vô lấy đây, lộ, bắt vô luôn, năng này, chẳng dừng vô vừa xét phần năng lộ khó biết qua cái này sang chẳng ai, ừ, trong xu tiết chặt tao năng là ấy cái hạ remote IP á, bởi vì computer dương nơi cloud firewall nơi cloud ấy chẳng hạn này, thì phải có set tới network một cái tam remote IP remote IP nó trong sầm đại lưỡi gì? Thôi, bao dương anh nói tiếp theo tới năng là VN VN thân là đi đi làm sạch sạch mà nó đủ ba và ập sơ cho qua là thằng hai là remote IP nó là đó thì remote IP nó khi chọn anh nó IP nhưng ai remote bị cái ban mấy trời chẳng public IP gì private IP đấy đủ và đây remote mà chọn gì remote mà và đôi chân miền PC mới nơi điểm giật á ba và chân việc nó inside lên với ngọn ai xem được cái đó pra IP không lên mà dân từ giật bàn chân thì thử cần cần đặt tên nóng qua cái tam giải thì một IP nhá. Anh đang kê nó không cần thách firewall kê JP zone base firewall là nó anh đang tạm bất việc là vì mê đến nhập ta nhưng còn chẳng bằng hành thị bởi nó không firewall vì mình concept mỗi cứ zone base firewall chứ mà này ta bởi sao dưỡng mình firewall mỗi nhưng ta mình zone cho ra này chứ zone thì mỗi để dưỡng ai miễn cứ zone untrust zone tí pi dương ai miễn cứ zone điểm gì hai zone tí bay để dương ai miễn cứ zone trust rồi còn land này trust rồi còn land này được như thế đúng sai trên chỉ tu tới concept room nó không firewall cứ untrust ai khẳng định máu điểm gì bán ok điểm gì hai trust ai khẳng định máu untrust trust có ai khẳng định máu điểm gì đấy DMZ ai communicate chỉ mỗi nâng and trust vận tải DMZ ai mà trả bàn thì by default cứ chẳng chẳng đầu tiên không cả này đã dương vậy mình nâng remote IP nâng trong này tha dương miền computer mỗi nâng lại nè dương miền computer mỗi nâng lại nè miền PC mỗi nâng nè vận tải dương miền server nâng cầm đi mẹ nâng ở đây server ấy chẳng tới chẳng ấy hay có server nâng không DMZ vì miền tầng server nó không mà trust network bao nhiêu miền tầng là người điền gì chứ chứ mà này là trust cần phải mở trust ban đài cho ấy chứ ngay buổi nó không trust nó vì miền interface chưa ăn tiệt nhưng tôi chưa tha interface zone mỗi ai miền interface không nên chưa ăn tiệt ai associate chỉ mỗi zone nữa hay firewall vì thứ ca bê từ security policy chẳng security policy này dân cho là ví dụ na từ zone na source IP na từ destination IP na chẳng này chẳng bên na để cái gì remote IP ấy nó cứ cái sầm đại từ là cả thứ policy này không security này security policy này chớ này nó về đến xây dựng ra được sao nên tạo điểm firewall hay firewall bật CCNA chuẩn hóa muốn có điện xa xa đây
hot sư focus mà này cho nên anh đang biết concept firewall anh đang buộc concept cái hai stateful inspection chúng ta cần mang là inside lên trong trong connector DMZ cái configure lửa firewall nâng này ủ tí hoa tha nơi cái lại nhóm nhóm policy tha bởi sân chia cần này chô bởi chăng cần này bởi chăng đi một mà server nhóm ở là source nhóm ở là source ở bilan ai à sẽ hề bần tay nhóm ở là bilan nâng ai à sẽ DMZ sân nhớ nè ai à sẽ PC nó DMZ sân hay à PC DMZ nè viên miên policy nè không phải vỗ đà ai à là ai viết mau server nè ban bình nhớ vì ai miên cả này chẳng thơ chẳng ban được không phải vỗ tạm cái IPC nâng này cái IPC cho dương remote mà PC nè chương PC này bao giờ chỉ IP C như này, với những ai allow better source IP, chẳng hạn, giờ tới môn thì dân riêng riêng à, nâng tòa dân riêng ACL sân, và ta gọi than được nông mới riêng CC này giờ toàn miền riêng là ACL phong, chẳng bờ dân ở toàn vô ACL vì riêng bảo bạn vô là nên tịch, chẳng hạn, này với ACL với stateless inspection, anh ấy stateful này, chẳng vì riêng bảo bạn vô trên ACL điện, trên tòa dân cho bạn ACL sân à sẽ control lý nữa mà dương ai giải điên security policy này không phải bỏ đi nghỉ chứ anh không CCNA dương đấy dương hiện tại sao riêng mê riêng CCNA gì dương riêng ta cái to remote IP nữa remote IP nữa ngàn năng còn là mua đại kê há là vẫn mệt remote IP đấy là không vì mình chỉ một standard đấy nhưng chưa tham organization cái chế hai luôn kia chứ tại vì hai vì mình chỉ một standard đấy nó vì mình ở mình một standard đấy cái hai vì làm mình đối ở mình cái hai mình không anh đang coi những remote PC vô PC những remote và server này nó thòm đạt rồi nó vì mình được chuyện nạt mình được chuyện ấy nạt vâng ở đây mình nát nát thử càng nhịp xỉn để tôi translate để tôi ấy chứng là cô ở remote access form đa thế rồi nâng ở dùng cái remote access form đa và ta gọi ta view involve cho mỗi nâng security policy nè mỗi security low firewall dùng set nâng ở với security policy nâng nâng nông firewall nà của miền đài ở tập firewall nâng chỉ stateful firewall hay chỉ next generation firewall vì ai allow ơi access based lơ zone based lơ IP based lơ chẳng hạn này chẳng việc riêng complex giữa tòa dương giữa ta pha vó nó tòa dương miền concept routing switching sẵn bằng chỗ viết rule bởi à pha vó nó trong bộ chóp mà bị chỉ router từ đại nè à, pha vó router đôi cái này nè chẳng gọi ta pha vó tu nội tiên khán với cứ security cứ inspect packet ấy chẳng tới chẳng qua nè tòa cái này trâu vô tham bà sẽ dùng ở chế routing switching thế còn đôi chỉ dùng ở chế firewall này được nhỉ chẳng ạ chẳng ạ routing switching chỉ mùi than cử để dùng ai rút từ đôi firewall bàn nghỉ được khổ số mùi chết khổ bà bà chết thông năng à có firewall nữa khơi kê nhưng khơi khơi mê gọi thơ. Nói thơ firewall gì? Mà gì? Watch guard. Ồ, nâng ngày mày. Trong watch guard. Nâng ngày giữa tới firewall na có concept đối kia đây, cũng phải. Bên nào dương che concept ba. Tu tơ muối á, dương pa firewall na có dương lên khai này. Nó mình đi khóc nè. Nâng ngày. Chẳng trong thơ trong mơ vô á, trong mơ mê hay dừng ai vô bán rồi dừng trả routing switching đi dần như thế nâng này nó mùi thang cứ bên này dừng ở vô routing switching dừng tới phải bỏ rồi gì tới phải bỏ có stir này nâng này buổi à phải bỏ nó miên USPF miên static route miên concept ấy được cái này vì mình khôi bị router nó đưa tới router đây nâng này chứ như tôi chạm thay router thứ ấy bán phải bỏ thứ ấy bán được cái này khó cái này nâng này sai đại khó cứ phá vỏ nắng cứ vì miền security built in tràn feature nó không nữa chứ phá vỏ tạm bất vì miền mạng tràn đó nè
miền dây ghế miền bờ lò tô miền FortiGate miền dây Huawei miền Firepower của Cisco chưa được cô nhưng tôi mới tiết à Cisco Meraki nên dây ghế Cisco Meraki nên anh đang wireless controller đó AP access point access point này cho cả dân riêng ở mê riêng môn môn đó bên này để dân trong deploy access point cho ra nè dân trai pra controller đầm bay centralized configuration đó bố ấy dân bởi thay dân đã tam té hữu tí hoa dân đã tam té nè dân đã AP tại môi được copy ấy chẳng vì ở đây bởi bà control lên mình chẳng này bên này để dân miên dân dân deploy nó không cầm hôn được thông ấy chẳng AP nó ai miên đo mà anh xàm sập xài sập một đôi cột lại khá thốm ai miên đo rồi rồi chẳng nè xem bây giờ dân ở miên controller cực rộng viên thế dân bởi bà nè tí mối cứ dân ở đây dạ lên như một tí hồi clay cứ đô tập password nó cứ ngọp đây mày nè nè này chẳng bởi dân miên controller anh dân xuống anh dân xuống dân nọc dân tục vì sao ấy bắn được rồi? Nãy ưu tiên anh ấy vài lần controller này, chờ tiêu anh dương miên ở dương miên lại nãy dương miên biệt đình thì mua rồi, theo biệt đình thì mua, dương miên biệt đình thì pì chẳng hạn này, miên biệt đình thì bảy, à biệt đình này deploy mà rồi AP, à biệt đình pì này deploy hai sub AP chẳng hạn này, anh ấy deploy hai sub AP đây, chẳng dương sao mày mà bà sân chia dương ở miền và lại controller thì dương mạch cái đấy chưa này dương cái ta đô password rồi đô mà đón đô pi rồi dương coi cho mà đón mồi đô mà đón mồi nữa mà chứ mày nữa ba này trong pina thì dương miền này anh đang cứ chia web interface để dương ai lock cho tới dương ai bắt đô ssid name dương ai bắt đô password trong pina thì dương deploy configuration nữa và lại controller nữa cứ viên đường cho tới đô group ap này được hỏi dương một dương chẳng bạch ta đa mà đo môi nhưng khi vừa simplify management này ba nâng ấy chắc là nâng ấy cứ chỉ cô nón nơi à Meraki ấy nâng xử lý chắc á chỉ controller ba ba nâng ấy nâng ba ba con với cô ba lỡ dương chẳng đi ở miền suối này hả đi chừng lại này chừng đi mang cái subscribe này cái muốn muốn cười broadcast domain này chẳng này ở toàn play gì broadcast domain collision domain này á thì play à ok bắt đầu mà tiết bắt đầu mà tiết copy mà xem mấy những cái dương riêng ông pi switching mechanism border những đăng này cả bây giờ đi mà sao mấy switching mechanism bao giờ tới miền bảy tập hết những bây giờ lưu bị switching mechanism nó men cái sầm đau từ lưới switch này men cái sầm đau từ lưới switch device rồi co sầm đau từ lưới thu đề dương vậy ông pí switching mechanism switching mechanism chúng nè từ ngọc cả nhóm riêng từ bốn cả nhóm chờ lắm này nhóm khơi bị switching mechanism đó nhóm ta chờ lắm tháng anh ấy chia layer thủ tạm bất router có vì mình switching mechanism này bên là packet rút cho router ta router thực cả switch packet đằng mấy đầm bay run via từ cả exit interface rồi còn lại hợp bàn chúng tí mối cứ process switching ok chúng process switching đó concept bao via cứ group packet tầng off đại process đại router nâng run tới can see CPU chẳng hạn này tôi đã nhóm bạc slide lang quýnh hay nhóm show mình tích ok nè dùng miền process switching nè chẳng hạn nó process switching riêng rõ pê dial riêng rồi pe dial packet rút cắt router đó nè viên đang bị chun một căn CPU, our CPU calculate đang run được căn egress interface rồi còn lại hộp này. Chứ mà đây ta
we are so efficient tế đó sao tại bởi sân chỉ mình package trang CPU gọi khác chứ lệ lột ok hơi dân miền môi tiết fast switching chẳng fast switching cứ vía rung tới CPU tại package tập bốn kia một port đi bên nào để vía cho package tập bốn kia một port hơi vía nâng store nâng nâng nóng fast cache bộ vía chứ anh ấy bởi dân của tí hoa đôi dân đào tên tập bốn giữa score play chứ bên là dương từ pi cái lại để dương nơi nấng từ căn destination dương score play dương chạy Google Map như chạy Google Map hái à lực ti mũi nấng dương chạy dương chạm play trong bên đây ta lực ti pi dương đăng đập play nấng ấy dương lên chạy Google Map ấy chả nấng cứ chia concept đại dương ai tiền chỗ fast switching bạn chứ fast switching đừng chẳng để dương mở Google Map dương chạm play dương từ lực ti pi từ lực ti bảy từ lực ti bốn từ lực ti tám dương lên trăm bạch mơ Google Map tới đây cho mà này thà nơi cái fast switching được cái này lời tìm mối cứ viết ra cao CPU calculate hỏi viên đừng store tốt nâng cái nông fast cache fast forward cache bộ viết và tỏ mà tiết tìm tìm bay tìm bốn tìm bạch viên nâng ở trăm bạch xuống CPU tới đây dương vì ai improve efficiency ở trăm bạch ở CPU calculate cho ra này nơi cái nông router Cisco by default cứ viết run safe Cisco Express Forwarding chỉ latest technology bộ Cisco bởi vì dây ông pí switching mechanism hay được gọi packet forwarding mechanism nè. Chính nhiên tôi đang tham Ceph cứ việc copy process switching hay fast switching tôi đang tham về nâng thua ở miễn FIB forwarding information base forwarding information base nâng store bộ miễn để ai anh nhà router nâng send từ căn send packet mỗi từ căn destination bàn hay có viên miễn adjacency table này adjacency table nó cứ AOP table này cái AOP cứ chỉ binding rồi viên MAC address hay nâng IP address trên bên nào đã send packet ấy, việc copy ở muốn cứ việc ở trong bạch từ CPU ấy trên vì ai forward packet bàn chán đó ở trong bạch ở CPU nó lộp vô lên cho nên cứ chỉ cần sập từ tới bộ Cisco Express Forwarding trên vì efficient chính kì trên khi dân chám này mình process switching fast switching hay nâng Cisco Express Forwarding và dân dây bí Packet Forwarding Mechanism rồi có Switching Mechanism ok chẳng lại dân mình ấy xuôi hay Cisco Express Forwarding dân ai vay comment bán nè dạ ok chứ mày nâng dân dễ dòng pi concept switching bay cứ process switching fast switching hay nâng Cisco Express Forwarding chứ nhân nơi con Cisco by default cứ via enable Cisco Express Forwarding nhớ khởi nhé IPsec chứ nơi con IPsec nâng cứ ghi chữ forwarding information base bên nào dân show IPsec cứ việc trên bộ miễn tại tôn chỉ mỗi nâng cao forward ủ tiêu tha bây giờ biết tới destination nâng via forward tầng nào chứ cái này nè kìa yeah.
chẳng anh ấy việc sử dụng một routing table đấy bên tay vì mình chỉ routing table đấy anh ấy việc concept concept sử dụng router một tiết vì mình bị ban chạy chỉ control plane forwarding plane khi dùng ở ban điện tế được nó xin ấy việc concept riêng sử dụng router bên tay có dùng vô thà nên cứ chỉ switching mechanism đã router prapra đâm bay switch packet nè từ can destination ban ok anh ấy cứ IPsec chương cái này thì ta về trong run từ network nhìn chăng cứ về run tam port này hình chăng này mà sợ mình có dương ba tiền phòng đáy ông bí static default route chứng static default route đứng trong xâm đáy từ lưới kì static default route cứ dương trong xâm đáy từ lưới static route từng lại nè đáy we run packet to group destination đúng không chứng static default route cứ kê xâm đáy từ lưới à xôn 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 slash xôn nè chứng nâng Cisco kì hai việc tha chia gateway of last resort gateway of last resort chẳng bà này thà viết chìa chùm rồi trong cái rối nó không rào ok bà sân chìa không rào thêm thêm bố nó up match nà kê tế bàn match viết bố ấy nhưng khơi thà long gap prefix mạch với sôn chẳng bà này thà viết tốt trên cái khăn sôn ở đá trên em phải buồn đế sôn có ở đá trên em đọc vào mùi đây chẳng bà này thà viết chanh kìa lột bố ấy dân đăng ấy thà criteria selecting best route decision nung the bomb port គឺ longest prefix match តកាតានឹងចាញ់ឯងវាឈប់មើលទី2ទី3ទី4ហ្នឹងអញ្ចឹងជា static default route អញ្ចឹង application មកវាជាទូទៅគេប្រើវាដើម្បីឡើង internet អូខេយើងដឹងហើយថា internet public ip យើងមិនស្គាល់អស់អញ្ចឹងពេលណាដែល client request youtube អញ្ចឹងវាចេញ public ip ឯងអញ្ចឹងនៅក្នុង routing table យើងវាអត់ដឹងតើអត់ match ឯងវាមក match a static default route នេះដើម្បីឲ្យឡើង internet បានអញ្ចឹងណាគឺវារុញ request ហ្នឹងឡើងទៅ upstream router មកឧទាហរណ៍យើងប្រើ internet នៅផ្ទះអញ្ចឹង router TP-Link របស់យើងឬក៏ router តូចៗហ្នឹងគឺវាធ្វើ default route វាធ្វើ default route ហើយវាធ្វើ NAT ដើម្បីឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យយើងឡើង internet បានអូខេអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះគេដាក់ gateway la resort នេះគេ gateway la resort is not set ចាំមិនថា gateway la resort អត់ត្រូវបាន config ទេដោយសារអីដោយសារយើងអត់មាន default route ព្រោះ default route ជា gateway of la resort ហើយបើសិនជា default route អត់ config ទេអញ្ចឹងមិនអត់មាន gateway la resort ចឹងដើម្បីឲ្យមាន gateway la resort ខ្ញុំគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ខ្ញុំឲ្យ configure static default route 1 0 0 0 0ឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំចេញតាមផ្លូវនេះចុះខ្ញុំចេញតាមផ្លូវនេះចុះពេលខ្ញុំ show routing table ម្ដងទៀតវាឈប់វាដាក់ថា gateway la resort is okay is អីចឹងទៅអានោះដោយសារតែយើង configure static default route okay សូន្យសូន្យនេះ static default route ចេញតាមផ្លូវមួយនេះអញ្ចឹង gateway of la resort គឺត្រូវបានសិតហើយចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគ្នាយើងមានចំណល់ទេតើតោះនឹង static default route ខាងឡាយនោះតាក់1 slash 0 អានោះយើងបានតែមួយគ្រាន់អូអា1 slash 0ហ្នឹង template ខ្ញុំ capture អាហ្នឹងស្រួលពយល់អា1នេះអាមួយនេះគឺជា AD អាហ្នឹង AD អានេះគឺ AD administrative distance អានេះគឺ cost អានេះគឺ net hop អញ្ចឹងណាអានេះ destination អញ្ចឹងយល់ទេboy by default static route នៅក្នុង Cisco administrative distance វា1អានឹងគេកំណត់ចឹងមកប៉ុន្តែខុសវា0
à khó nâng ai đô ban tè khó nè nâng cái nông sát tế đó ai đô ban tè chứ bây giờ đô khó hay mơ nâng cái nông nâng ai đô ban khó vía ủa tiêu hoa chong đô khó chứ chơi là nế nhưng nhỉ khơi với đạn distance này for this round chẳng ủa tiêu hoa ta nhưng chong nhưng mà chong đạn môi gì nhưng chong đô vía ôi nhưng chong đạn môi nhưng chong đô khó à môi nâng dương hát đô à môi nâng ai mình sẽ distance là nhưng đô là khó nhưng đạn pi rồi chúng với nhóm vay để phô rán với viên đồ là từ bi rồi, ok, nhẹ nhàng, đồ ấy đi, này, chắc là đang vẫn dừng ai đồ với bạn, chờ về dừng anh đang về dừng đồ được bi rồi đó vì mà vì vừa đó vì đào trên tầng một cái thì có thể phổi thường phổi kia đại đấy, à thế default tu bay mấy cái viên nơi nơi cái kia đây là sao này slash sâu này ban này thay viên compare một cái bị chặn kia đang bị đổ bốn ấy chẳng riêng đồ khó còn mình học bây giờ vậy học bây giờ vậy đồ học mình bây giờ vậy buổi nhung vậy hay vậy tiết tha bị mình buồn cái thế gì long gap prefix mà vậy nè à long gap prefix mà nhưng ta cái này viên compare chặn kia bị chụp mưa thì pí này à lâu thì họ đưa default ra chừng Devorat về compare luôn anh một cái với tranh kia bạn này, với tranh tăng pi từ bốn rồi, với tranh tăng pi đá một tỷ, với tranh tăng pi AP này, tập về chẳng AD với chụp mười, chụp mớ, khó với tụi bay khó với lo bỏ bắn na cả đó, cứ về chụp mớ này, đã ra tay với tranh kia tăng pi từ bốn này, bị bật cuốt đấy, đã bật cuốt đấy tranh kia chung thì mười ấy kia mình ao chơi chung thì bị, chẳng tụi AD về tối có tao ngồi đây, tao đuôi gì, ở trên này kia, đã ra lọ à prefix này về tụi chừng kia. Này chả năng ở chưa chưa xoay đa dùng khá nữa cứ nhôm ai tại nhôm mà prap phải vô cái rau thiên thì bỏ cứ nhôm vô là môn gì để sao bị dùng khăn buổi bữa sân chiến nè riêng rau tập bóng tại nhà chúng nó lại cho mấy nhà năng à sốn sốn xây cái hay mấy bàn vi chơi rửa năng cào cái chứ nghe cứ để sao năng này long cái prefix này hay là năng đôi đôi vì bạc cút kia chẳng rau tôm rau route to destination mình chẳng biết bà cốt khá nha bốn biết bà cốt mơ à ai kế à lâu gặp prefix mạch à nà thông chiếc à nâng chứ nè bà tòa mà tiết bà sân chỉ đôi khá nha bà cốt chung tp mà đồng mơ AD là cái tội chiếc AD đôi khá tiết vì mơ khó mà đồng chẳng hả nè hay bà mơ khó đôi khá tiết vì lộ bà lên mông vì tao từng pin lời có à nà tội chiếc là ai tâm môn nè à nà tội chiếc là tâm môn mình tâm môn này ở anh ta tôi chiến với ta năng vậy tâm môn được cái riêng khó anh ta tôi chiến với ta năng hay còn sập môi tiết route để add cho được nó route thiên thế bố lúc ra từ route nó chỉ best route bấm vì mình chỉ best route vì ở thời bán add cho được nó route thiên thế bố thì chẳng hạn chúng cái khi dân khơi route thiên thế bố bắt route đấy cũng chưa có là cứ về store tại vì install tại route để lỗ một phút đi à đó ăn lỏ vì store tục nó không rịp cái miền này mới tiết đấy season này kiểu biến dương rịp này router information base routing information base anh nó kiểu biến dương anh nó không xịn phi anh miền router information base anh nó store router off router nào the best cứ anh nó về run từ ip table mong chẳng tiếc đấy hay bạn IP table rồi bắt đầu IP safe. Anh đang viết xin chúng ta mà toàn vô các bạn này. Đây nè, dừng vô routing table sân bạn này. Ok. Dừng vô trâm tha routing table cứ store only the best route. Toa ta route nâng the best mà vì đặt nó trong IP table và on the best thì vì ở đặt thì vì còn là chia route backup thì nhá. Yeah. Là lấy những cái thang bộ dương ba rủng lực mê riêng mà chẳng đoán hay chẳng đoán cú xóa mấy chẳng ai chôn mê riêng thấm mấy cứ dễ tại tôn chẳng muốn static route đại thì ok cứ IP static routing